Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, chiều ngày 31 tháng 1, quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức tiếp xúc chức sắc chức việc phụ trách các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn quận. Tới sự có đồng chí Nguyễn Phong Doanh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận, cùng dự có lãnh đạo ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận nguyễn phong doanh bày tỏ sự ghi nhận với những đóng góp của các tổ chức tôn giáo tín ngưỡng các vị chức sắc chức việc trong việc tham gia các phong trào ở địa phương các hoạt động nhân đạo từ thiện tăng cường mối đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư góp phần vào sự phát triển của quận thời gian qua gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp xuân mới đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận mong các tổ chức tôn giáo các cơ sở tín ngưỡng và các vị chức sắc chức việc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết đồng hành phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước đại diện các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng phát biểu tại hội nghị bày tỏ phấn khởi với những kết quả mà quận đã đạt được trong năm qua các chức sắc chức việc phụ trách các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn quận mong các cấp ủy đảng chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng hoạt động trong thời gian tới.